Cả nhà thì tượng Phật đây á, thì Bình cũng thấy hot trong cộng đồng mạng và TikTok lắm cả nhà. Thì Bình cũng đâu có biết chùa nào đâu, thì vô tình thì Bình lại tới đây nè. Thì xung quanh tượng Phật á, thì có con rồng, thì sư đang học ha. Đấy cả nhà, đây là khung cảnh trong chùa ha cả nhà. Chị Mộng Kha thì mình cũng đã gặp rồi ha. Dạ. Ê. Ba. Cô nó lệnh ta để nó thăm ấy. Nó đây thăm muốn ta để nó. À, đời sống thật của chị Mộng Kha thì dạ, hàng ngày cũng có đi bán vé số hay cả nhà. Dạ. Bữa nay ba tới chùa Bác Tôn hay cưng ơi. Dạ. Chùa? Chùa Bác Tôn. À. Hay, đâu, à, chị Kha mấy ông cụ ở trong chùa hay là như thế nào vậy? Ông cụ trong chùa cũng chị cũng đi bán đây, ông cụ cũng tiếp giúp hội chị rồi hả cưng ơi. Thế dạ. Mấy ông cụ đang đợi gì nè? Đợi học sinh á, học sinh ra học đón học sinh đi về nhà cưng. Trời ơi, bây giờ này mới cái 8 giờ mấy 9 giờ đó. Đi đón trước cho rồi á. Đón trước cho rồi. Sao mà đón trước? Đón trước cho rồi. Mới vô học mà. Mới vô học ấy, cũng gần ra rồi cơn. Hử? Cũng gần ra rồi. Ở đây khoảng mấy giờ mới ra? Chắc 10 giờ ở gì. 10 giờ. Còn lâu lắm mà. Hồi chị đi 10 thầy giáo mua giùm chị. Thầy giáo đi hả? Còn hai mấy tờ chị đi. 10 thầy mua giùm chị. Ừ, 10 thầy là thầy mua hả? Mua giùm chị luôn à. Wow. Hồi nãy thầy hai bên đó mua giùm chị hết mười mấy tờ rồi đó. Trời ơi vậy hả? Mười mấy tờ. Dạ, còn mấy tờ. Mua giùm nó có. Dạ. Tôi mua giùm con. Dạ. Dạ. Mua rồi, dạ. Hai ông chú mua rồi. Dạ. Mua rồi. Mua rồi mua nữa không cũng xa đâu. Dạ dạ. Ôi chị qua hôm nay mà. Dạ. Đi qua chỗ thầy luôn hả? Đi qua chỗ thầy bán luôn. Yeah. Thầy chưa tan học nó đi sợ. Thầy chưa tan học nó vô trường bán mà. Dạ xô đây. Ở đây chị bán hết trơn rồi. Thầm ơi, dạ xô thầm ơi. À. Đây là trường học ở thầy đâu ơi, mua vé số thầy ơi. Thầy ủng hộ vé số thầy ơi. Thầy ủng hộ vé số thầy. Dạ. Yeah. Hai tờ đi thầy, ủng hộ em hai tờ đi, giúp hội đi. Dạ. Yeah. Yeah. Cô giúp hội vé số cô ơi. Dạ. Yeah. Còn mấy tờ chót nè cô. Đây cả nhà. Lầu lên cái neo với nhá. 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 Nhá, lên cái neo với nhá. Lên nhá. Lên nhá. Lên đó thấy chưa? Chị Kha nghe dạ. Nghe cô giáo cô nói chưa? Đó. Cái ông lúc thứ 3 4 nhưng mà theo dõi TikTok. Đó thấy chưa? Chị Kha thấy không? Cô với thầy á khuyên cô Kha chị Kha cỡ nào luôn rồi đó. Dạ, chị cũng đi cũng chị biết rồi, chị nghĩ rồi. Chị thôi rồi. Ừ. Dạ. Chị đi thấy tới chỗ đó thì thấy xịn say xịn quá chị bye bye nghỉ rồi. Trời ơi, mới lần đầu á chị đi chưa đi tới á. Cô chú mình nói chị đâu có tin đâu, đâu chưa có tin đâu. Người chứ chừng cô chú nói chị trời ơi đi, chị còn chưa tin nữa, đi tới nhà luôn. Đi tới nhà gặp trời ơi. Hôi mùi men không à. Cô hôi mùi rượu không à. Cô già ảnh thấy nhà cửa đẹp quá trời, nhà thì đẹp hơn nhà chị nữa. Rồi không lao nhà lao gì hết trơn. Thấy đít thấy xình không à. Đít thấy xình không biết. Đít thấy xình không biết đi lăn lộn ở đâu. Vậy đòi ở với chị uống rượu vậy chị sao? Một ngày gì ở với chị không được nửa ngày nữa chị bye bye rồi. Bye bye à? Không được nửa ngày. Chị mua gà. Rồi. Mua rồi tiếp mua chị rồi. Ừ. Đi đường này. Giờ đi đâu nữa? Dạ số bằng ơi. Ở
Du lịch tàu máu hả? Lấy tàu máu, tàu đặc biệt đâu. Lấy tàu cái tiền nó chạy 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 mà lót vô vui lấy tàu cái tiền đó. Chị có thấy chị Kha lúc này sao thấy nó thấy khác không chị? Khác chị ngồi một chút ấy. Ừ, ngồi gần với chị khác nữa. Ừ. Chưa chị chưa dùng nước hay sáng giờ chị đi đạp xem chị chưa uống nước ly nào hết trơn á. Đó, khát nước này. Dạ. Khát nước không chứ chị gắng đạp xe á. Dạ 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 dạ. Dạ, thấy chưa? Tức cùi cấp 2 cấp 3 á. Tức cùi cấp 2. Thương chị lắm. Hồi đó chị á, hồi xưa chị cũng qua hát nhạc tiếp với chùa này kia nọ vô lâu rồi, gần 10 năm rồi. Lâu lắm rồi có lệ có gì chị. Đó, vô bác tôn á. Chị em thương chị lắm. Thấy chị mà dạ chị cảm ơn. Ủa, dạ. Gần hết luôn rồi vậy. Thương chị lắm. Tại không có tiền về thì em lấy. Trời ơi, thích chơi gặp giày lắm hả? Trời ơi. Chú làm giàu. Chú làm giàu hả? Dạ. Làm giàu hả? Một hai tờ cũng ok lắm mà chị. Chị em gửi tiền. Dạ. Trời ơi. Chị cảm ơn cưng nha. Dạ. Rồi. Dạ. Chị chú qua em đi. Dạ. Chị về. Chị nãy hơi sáng nhà giờ biết sao chị đạp xe từ Đan Uy chị qua Bắc Dần qua Sóc Xài chị đạp qua tới Bé Tuồn. Vô bán chỗ mà Đám Phước ở Đặng đó. Làm cúng cha mẹ hoặc là ông nội gì chị. Dạ. Dạ. Chị bữa nay 200 tờ. Mỗi một ngày 200 tờ là khỏe. Được dạ, rồi. Dạ, dạ, dạ. Khỏi cần nhiều, như đó vừa dạ, vậy là được rồi. Nè, chị ngồi uống cà phê lại với chị ngồi. Dạ, không lấy tiền hả? Dạ, lấy, dạ. Dạ, con cảm ơn cô, dạ, dạ. Chiều nay cho con chúc. Dạ, dạ, con chiều nay con chúc cho cô với anh em ở đây chúng tục đắc người ta hai tờ hết chứ. Dạ, dạ. Có tiền xài Tết à? Dạ. Có tiền xài Tết rồi. Năm mới. Dạ, chỉ còn 7 tờ. Chỉ còn 7 tờ. Em báo hết cho nhỉ. Dạ, dạ, cảm ơn luôn. Trời ơi, mua hết luôn hả? Dạ, cảm ơn. Trời ơi, hồi nãy là mua hết 3 tờ, bây giờ còn 7 tờ rồi, chị ủng hộ hết luôn rồi cả nhà. Trời ơi. Đó, cả nhà thấy chưa? Chị gái rất là tốt cái chị Kha luôn đó. Trời ơi, bà cụ thì cô thì 5 tờ. Mua dùm chị hết trơn. Chị thì 10 tờ rồi. Hồi nãy còn hai mấy tờ đó, vô đây còn hai mấy tờ bà cụ mua dùm chị hết trơn rồi. Thương chị thấy trái tì đạp xe tội nghiệp chị á. Ừ. Mua dùm chị hết trơn luôn, hỏi cho chị mệt cho mua hết luôn cho chị về nhà luôn. Rồi cho em xin hỏi ha chị. Chị có biết chuyện của chị Kha và anh Khanh chưa? Chưa, em chưa biết, mới biết anh mà anh Kha là biết rồi đó, lâu rồi, biết mười mấy năm rồi. Anh Khanh nè, anh Khanh mà U45 á. Chị có biết không? Muốn quen. Cũng lâu nhưng mà cũng lâu, anh Khanh là ơi. Sao vậy chị Kha? Chị ấy sao cười vậy? Cười chị. Sao vậy? Cười chị rồi anh nói hả? Cái gì chị quen ai ở đâu á? Thì đâu có quen đâu, chị quen giống em thì thôi, đâu có quen gì đâu. Quen giống em đúng không? Bây giờ chị biết rồi đó, chị đi chưa đi tới nhà chị không biết, bây giờ chị biết rồi. Biết rồi chị đi thì trời ơi, sáng sớm mà chị hỏi nói ha, anh dùng cơm chưa? Ông nói anh dùng rồi. Nói dùng hai giác, nói chưa nói không chơi dùng nói hai giác. Chị hỏi giác. Hai giác là sao? Hai giác á, hai cự gù á, đâu không phải dùng cơm. Trời ơi chị đi bà con cô chú nói chị đâu có tin đâu. Chị đi gắng đi xem tới lội lặn lội tới nhà ổng á cũng xa lắm cơ. Đi đạp xe mà đi xe cử 40 cây á, từ nhà chị đi tới mà tới gì Trần Đề xa lắm cơ. Dạ. Rồi chị đi tới gặp nhà đẹp chết, không lao nhà không lao gì hết trơn. Người té đích xình không biết, té dung xú dung gì, té nằm đó luôn á, vậy biết thấy xình không hả? Rồi thấy chị đi vô ôm chị nữa. Chị nói thôi bye bye đi, không có ôm nữa. Biết gì không cho hung đó, hung chị, bây giờ chị mất trên hết trơn nữa. Hung chị nó biết vậy, chị thấy rượu vậy thì không cho hung đó. Con hung chị nó trời. Hung chị nó hả? Con nói
em xách đồ qua đây ở với anh nó gì á, trời trời. Thế chị nói là trời ơi, thấy vậy chị bye bye rồi. Hồi lỡ nhà chị đây, à, hồi lỡ nhà chị ha. Chị thấy á, tiếp dọn côn, tiếp lọt bún súng, rồi tiếp làm đủ thứ hết trơn á. Dạ. Thấy dạ. Cũng được lắm không? Ờ, thấy cũng được lắm. Bây giờ chị đi tới nhà trời ơi, chị bye bye rồi, thay rượu của chị đi rồi, bye bye đừng có thương chị nữa. Con Khanh thương chị là chị một ngày vậy chị khóc năm sáu sao chị ngồi khóc rồi đi làm gì hết vậy? Sao vậy thầy nghĩ sao vậy thầy? Về thầy chuyện của vậy? Chị Kha đó thầy. Thầy cười kìa. Dạ, dạ mười, biết lâu rồi. Thầy biết lâu rồi, biết lâu rồi mà thấy chị Kha mà đòi quen với ông Bún làm gì đó thầy khuyên dùm cái cho thầy. Nếu mà chị thích thì cũng được, ok. Chị thích được, ok hả? Trời ơi. Đó, nghe chị Bồ Nga nói vô tới nhà là mới cái giấc sáng chín giờ thôi mà em sức rồi. Em đi chưa đi tới nhà mà không biết đâu. Cô chú đồ khuyên rồi chị đó, em đâu có nghe đâu. Lại ban lâu chưa? Dạ, à, dạ. Lại ban lâu chưa? Em ban hết rồi. Hết à? Hết chưa xuống rồi. Em nói là để cho thầy con thì ủng hộ dạ, vậy nhé. Để cho thầy ủng hộ bây giờ hết. Ờ, gì? À, em này mua hết rồi. Ờ, chị hai mấy tờ chị Kha, dạ. Chị cũng siêng năng lắm. Dạ dạ dạ. Chị cũng là 5 giờ đạp xe đi. Ờ, giờ đạp cho kẹt đi rồi. Thì tới cái mùa dục kê đi hát dục kê nè. Dạ, mùa dậm lúa đi dậm lúa nè. Dạ, giỏi lắm. Dạ. Biết đây. Biết hết trời ơi. Rồi tới cái hết cái dặm lúa rồi đi mò bắt cua, mò cá siêng lắm, cá siêng nó tội nghiệp lắm. Thương chị lắm, thì chị nói thiệt không phải nói dốc đâu. Thầy và nghe cô chú thầy rồi thấy chị á đang liệt lắm đó. Liệt gì? À, lưng thao đó đi á thầy chạy xe rồi ngang thấy. Thấy giúp hội rồi, chạy xe rồi cả nhà thầy đôi khi á thầy không lên hình mà thầy đứng ở xa mình là thầy nói nha, mong cả nhà thông cảm nha. Tội nghiệp lắm, tội nghiệp lắm, tội nghiệp quá thầy á. Thì nhìn chung thì xem cái kênh của Hoàng Châu Bình Đen hả? Dạ, cái thấy cũng là Mạnh Thường Quân rồi bà con ủng hộ chị Kha cũng mừng lắm. Dạ chị tội nghiệp. Lúc này xúc đất lên nhà rồi. Đó, đó là cầm giỏi. Thầy có thấy giỏi không? Giờ này mà bán được 200 tờ đó thầy. À, quá giỏi rồi. Dạ, 5 giờ. Tại vì cái bà con cô bác thì quen biết chị nhiều á, thì thấy cái chị là cũng cực khổ. Thành thử ra là ông bà con cô bác rồi anh chị em cũng là luôn luôn nào cũng ủng hộ chị. Cho nên là chị bán đúng hết sớm. Dạ, dạ. Thấy chị là tiếp mua chị hả? Thương chị lắm. Đúng rồi. Còn ông kia chị đạp xe rồi 5 giờ đó. Chị ra tới cầu trắng hỏi chị bán vé số hỏi chị có bán gà không? Chị... thấy chị vài bốp á. Chị đâu có bán gà đâu, chị bán vé số nói chị có bán gà không? Ủa gì? Bán 5 giờ sáng hả? Thấy 5 giờ chị đạp tới ngã ba đó, ngã ba vẹo lên cầu trắng đó. Thì chị cột bọc á. À, thấy sớm không thầy? Chị cột bọc đen á. Cột đen gì nè chị, cột bốp này nè, đừng cho mà bay mùa sương á. Ông hỏi chị có bán gà không? Chị bán vé số. Bay mùa sương là sao? Bay mùa sương á, ướt á, bay mùa sương trên trời xuống. Ướt mùa sương. Rồi ướt mùa sương. Rồi gần tới mùa vụ đi hát dục ke nữa rồi. Tới mùa nữa. Tháng 3 này có cái lễ cầu an xóm á, vừa đi hát rồi lấy vé số đi bán luôn rồi. Bà con quen biết cái ủng hộ. Dạ, ủng hộ. Dạ. Năm nay chắc Năm nay mình có hát không? Nói cho bà con cô bác nghe luôn đi. Năm nay chắc em gần em cũng đi, còn xa em không dám đi. Dạ. Gần đây em đi. Dạ. Chị Kha ban đắc nha. Dạ dạ dạ. Dạ. Luôn luôn hỏi chị Kha. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy nha. Dạ, em cảm ơn thầy. Thầy đã tới giờ vô dạy nữa các cả nhà ơi. Đó thầy các em học sinh đều quá trời luôn nè. Cả nhà ở đây là trong chùa nè. Ồ quá trời các em học sinh luôn nè cả nhà. Đây thì cũng có cái sạp bán bánh trái này kia cho các em ăn ha cả nhà. Wow, quá trời đông luôn rồi. Thấy chị Mộc Kha vô đây là các em vô trong đây quá trời luôn nè, nằm võng mà hết võng luôn vậy rồi. Chị mắc tợ lắm. Đặc biệt nhất là chị ủng hộ chị hết 20 tờ, gần 20 tờ. 10 tờ, lần 3 tờ. Hai sáng mua rồi nữa. Ở trời. Trong chợ mua rồi hết là 3-4 tờ rồi đó. 20 tờ rồi đó, 20 tờ, hơn 20 nữa.
Ờ, gần 20 rồi đó. Chị ấy tên gì? Chị ấy tên gì vậy? Sao mua nhiều vậy? Dạ. Chị ấy tên gì vậy? Sao chị biết không mà không biết tên đâu. Mỹ Tiên. À, Mỹ Tiên. Chị mới biết à, chị biết mà không biết tên. Không biết tên, biết sao bán được hả? Chị biết mà không. Không mà có thường xuyên ủng hộ chị Kha không chị Kha? Mua giùm chị, thấy chị đi mua rồi. Thấy chị đi mua rồi. Có khi nào mua chị Kha lâu như vậy có từng trúng số đầu này kia không? Trúng, có trúng. Trúng luôn hả? À. Đó cả nhà, chị cũng mua trúng ha. Rồi chị từ lúc mà biết chị Mộng Kha chia sẻ lên cộng đồng mạng đó thì chị thấy vợ chị Mộng Kha, cuộc sống của chị Mộng Kha như thế nào lúc đó thì mò ốc bắt cua, và hiện tại bây giờ là như thế nào chị? Đỡ rồi đó. Dạ. Mừng cho chị rồi. Dạ dạ. Chị cũng mừng. Thấy chị cực khổ lắm, đi giận. Dạ đúng rồi. Giờ thấy bán số gì đỡ chút hả? Thì lúc trước mò cua bắt ốc thì lâu lâu cũng đi mò à, nhớ nghề. Bỏ không có được. Bỏ không được. Bữa hôm chị đi mò cua bắt ốc đó, đi lấy tay thụt vô hang, cá chi đâm muốn chết luôn. Dùng tiền mà lẽ dành dụng tiền đó đây. Tưởng dành dụng tiền để cưới chồng với thầy. Nhưng mà ở đây có ai thương không thầy? Thầy có ai thương gả cho chị Kha cả một người đó cho thầy? Thương chị mà thương mua vé số không? Không thương gì hết trơn. Thương mua vé số không hả? Thương ủng hộ mua vé số chị không? Thầy ở đây cũng thương chị lắm hả? Thầy thương chị mà thương mua vé số giùm chị. Hồi đó biết làm sao, chị không nói dốc đâu. Hồi đó chị còn nhỏ nhỏ, chị có cũng gần 10 năm, mười mấy năm. Hồi đó có lễ, có lộc, chị cũng qua tiếp chùa hát nhà khác. Chị múa râm thơ, quần gì cũng vui lắm. Hồi đó có đoàn nhạc nguyên vàng luôn á, hay lắm. Vui lắm, thương thấy chị là kêu chị lên hát vui lắm. Lâu rồi hả? Bài gì chị hát, thấy vậy, chị là hát vui. Hồi đó là vui vậy phải không? Rồi còn hiện tại bây giờ là vui khác nữa. Bây giờ vui nữa. Vui thêm mà. Lúc đó là chưa ai biết chị nhiều không. Mà bây giờ thì nhiều. Kè các em nhỏ nè. Dạ. Còn biết chị quá đó. Trời luôn nè. Thấy không? Chị. Đứng gì nhìn chị kìa. Nói chị đó, nhìn mặt ngơ ngơ luôn kìa. Học sinh ra chơi rồi cả nhà. Ố trời em ơi. Đó cả nhà, đây các em nhỏ rất là vui luôn á cả nhà. Thành phần ở đây á thầy, học sinh ở đây là đi người ta thấy ông bà cụ này kia đợi từ sáng tới giờ luôn á, sao vậy thầy? Hả? Ở cái phụ huynh đó hả? Dạ. Có quân luật hơi mạnh nhé, tôi cho người quân luật hơi mạnh. Luật sáng chậm thi lực đó. Dạ. Nghe tên thầy lâu rồi mà rút cuộc lại tới đây mới biết thầy đó, nghe nói là thầy giúp ủng hộ ủng hộ chị hả? Quá trời luôn rồi. Ủng hộ mua vé số giùm chị không à? Nào là tiếp bán cho chị Kha, rồi kêu chị Kha lên hát đi, rồi tiếp bán chị Kha. Ồ, quá trời luôn. Xe húa còn quay lại mua nữa. Chạy xe húa còn chị mua đồ ăn hỏi chị hết vé số chưa? Chạy xe húa rồi còn tiếp lại mua quay lại nữa. Cô chị đạp xe cô kẹt bến xót xài kìa. Thầy ra học rồi dạy húa rồi. Còn chạy lại nữa. Chị Kha rồi thấy quay lại nữa. Chị bán hết. Dạ, hết rồi. Dạ. Còn tiếp chạy vé. Hình như là từ lúc mà chị Kha bán chưa bao giờ ngày nào mà trả đại lý hết. Đúng rồi. Không, chị gắng bán thấy hết. Đúng rồi, chị bán đắt lắm. Dạ. Nhưng mà với em chỉ là khuyên là chị Kha đừng có bán nhiều, ngày 200 được rồi, đủ sống rồi. Tại vì thứ nhất là bán nhiều á thầy, không có thời gian nghỉ ngơi nè. Rồi thứ hai nữa, mình đạp xe đạp á cũng xa, mệt, tội nghiệp cho chị. Rồi một phần cái tuổi cũng lớn nè, rồi không dám ăn uống nữa, thời gian rảnh á thì kêu nghỉ ngơi đây không đâu, ngứa nghề mò cua bắt cá biến hoài à mà không chịu bọn thấy cá lóc nướng chui bận quá. Tôi nói thiếu bia thì Kha có bình luận vô hả? Thiếu bia chọc chị chơi rồi chị không biết uống đâu. Chị Kha đâu biết uống. Bây giờ chị có con nữa đó. Có con.
Vậy con có... chị đang ở nhà. Có con nữa. Dạ. Đây thầy chưa chưa có chồng mà có con kìa. Có con. Mà con gà. Con gà chị mới mua mày làm con. Lúc này nói chuyện hơi khác khác lắm chứ là thầy à. Có con mà con gà 15 con chị nuôi ở nhà. Mắm được. Dạ. Với có mà ông Lục cho chị con chó nó. Dạ. Mà nó gãy giòm bữa nó. Chị thương con lắm. Con gà tới con chó tới cho thầy. Cho chị để bụng cho ngủ luôn à. Ừ. Nó đi cái nhắc nhắc bữa nó. Đi cái nhắc nhắc. Có 3 giò hả? Đã 4 giò có 3 giò hả? Mà dữ lắm. Dữ lắm. Dữ lắm. Ai ăn cơm ai gần nó không được đâu. Dữ lắm. Ai ăn cơm nó gần nó là nó sủa đó, nó cắn ra đó. Ôi buổi sáng nó gần cắn chị đó. Chị nó chị ăn cơm nó rồi gần chị á. Chị ăn cơm luôn nó nè. Chị cho nó cơm ăn á. Chị lấy tay vô vậy nè. Trời ơi nó bạc chị luôn. Nó cắn á. Cắn là gì? Ừ, vậy đó. Dữ lắm. Đó cả nhà thì mới có 9 giờ sáng thôi. Mà bữa nay chị Mộc Kha bán hết sớm rồi. Thì bữa nay bán hết sớm rồi, sạn dịp bữa nay mình đen nó cũng rảnh chị. Thì có muốn đi nhà anh Khánh nữa không? Dạ chị nghỉ đấy rồi thì bye bye rồi. Sao vậy? Được đâu. Chị mới chưa biết chị còn thương Trúc Định, bây giờ bye bye không có con Trúc nào đâu. Hết rồi. Trời ơi. Đừng có nhắc tới ông Khánh rồi chị không có thương nữa. Thầy có thấy video mà ngày 1 tháng 1 năm 2024 không? Đầu năm đầu tháng á. Kêu nhu cầu em nhu cầu con á chở chị Kha đi đi qua nhà của anh Khanh U45, cái đi tới cái giấc sáng mới có 10 giờ 11 giờ mà anh Khanh kia nói là anh chị mới có 2 sức à. 2 sức sao chị dựng ăn dùng cơm dùng gì trời, hỏi 2 sức chị 2 sức ngủ trời ơi trời thôi ngủ nực lòng luôn trời. Trong nhà là người ta thường là mùi thơm phòng này kia đúng không thầy? Là chị Kha nói là trong nhà của người yêu của chị Kha là bay mùi gì? Mùi rượu không hả? Còn nhà chị mùi dầu thơm chút, mùi cước bò chút. Ủa chị về á chị? Trời ơi, kìa bà chủ rồi cả nhà, một ngày là ủng hộ. Dạ. 20 tờ. Một ngày ủng hộ gần 20 tờ vậy á. 20 tờ luôn á. Thầy thấy chưa, quá trời luôn nè. Nãy giờ người này không có mua ai, chị Kha lại rồi mua. Vậy luôn á. Đã bán nhiều lắm á, 5-6 người lại bán á cơ. Trời ơi. Dạ. Sáng mua mấy tờ. Ở đây nhiều người bán đó. Nhiều người bán lắm á. Mà 5-6 người bán. Ví dụ vô lô hoặc là chúng đặc biệt con Thảo chạy cho chị Kha thêm. Rồi không, đặc biệt nhất là trường học các em nhỏ nè. Đó, tại các em nhỏ thấy cũng rất là đáng thương nè. Tạo học bổng cho em. Tạo học bổng cái nào cho các em càng ngày học càng giỏi ha. Đúng không thầy? Cả nhà thấy chưa? Chị rất là vui luôn á. Bây giờ chị đừng có nhắc tới tên anh Khánh nữa, chị không có mê, không có thích. Nãy giờ hồi chị chưa đi tới nhà tới gì chị còn ngủ không được luôn á. Dạ. Ban đêm ngủ chị không ngủ không được. Chờ tới sáng á, bữa đó chị 12 giờ chị thức lên đó, bữa mà muốn đi nhà anh Khánh á. Dạ. Chị thức dậy rồi đó. Bây giờ chị nhắm mắt không thấy đâu. Hồi đó nhắm mắt là thấy rồi đó. Nhắm mắt là thấy à. Đó là tính yêu thật hay sao? Bây giờ hồi đó mình yêu thật mà thấy về nhà chị cũng mà siêng lắm mà. Đâu có hôi mùi rượu mùi gì đâu. Cũng gội đầu gội gì đẹp trai lắm. Ăn tinh y có giày này giống người hài, đóng hài vậy đó. Cũng vui lắm. Trời ơi tới chừng cô chú nói đừng có thương gì. Chị không tin nữa, chị qua tới nhà luôn. Chị qua tới nhà trời ơi đi tới chị muốn khóc luôn. Đi tới chị muốn xỉu luôn. Bây giờ chị bye bye rồi, không có thương. Bye bye hết tương hả? Không phải là chị không có thương. Thì đó cả nhà, thì tình yêu của chị Mộc Kha thì đến cũng giống như là cái gì xét đánh ngang tay hả? Dạ. Bây giờ chị bye bye rồi, chấm dứt rồi, bye bye rồi. Thôi bây giờ đi tới là thấy chị bye bye rồi, siêu kìa, nó bye bye rồi đi. Bye bye hả? Bye bye rồi, không được đâu. Trời ơi trời. Có gì mà sáng sớm bây giờ ngủ nực nồng rồi không có đi làm gì làm sao có gì ăn cơm ấy. Mình khổ, mình phải sáng sớm mình đi
đầu này đầu kia kiếm cá, hoặc là đi làm ngày làm gì nửa ngày cũng được hết tướng, nửa ngày cũng mình có tiền này cái nọ. Trời ơi, sáng sớm mới thấy mùi vụ. Chị đi con á, con cho ấy như chị nữa. Dạ. Ủa chị, giờ này mới 9 giờ ra chơi mà chị về rồi. Thi hả? À, bữa nay đợi rước rước hoàng tử. À. Dạ em cảm ơn chị đã ủng hộ cho chị Mộng Khai nha. Dạ dạ, dạ. Cảm ơn dạ. Chúc chị năm mới đây, có thật nhiều sức khỏe đó chị á. Dạ dạ. Dạ. Thì, yeah. Thì chị Mộng Kha thì cũng kể nãy giờ thì nhiều khi á mình cảm thấy rất là vui khi mà chị đã nói hết sự thật trong lòng của mình, đã suy nghĩ khi mà đợi tới giờ thôi để đi gặp anh Khanh thôi, nhưng mà vô tình gặp rồi thì cảm thấy là chị bye bye rồi, anh không thể bước đi thêm lần nữa, không có đi nữa đâu, đi chị không đi nữa. Trời ơi thôi chị đi còn lấy cái gì không, lấy cho lấy chuối cho chị, lấy ngang nải luôn giống chị chết vậy á, lấy đi ăn bụng cho chị vậy giống chị chết vậy đi, ăn ngang nải luôn à, chuối sống nữa chứ. Trời trời ơi cả nhà, thì bây giờ chị Mộng Kha cũng bán hết rồi, chắc này thì cũng 9 giờ rồi ha cả nhà. Thì chị Mộng Kha có thể là đi review xung quanh cái ngôi chùa xíu cho bà con cô bác được biết là chùa Bê Tôn nét đẹp như thế nào ha chị Kha ha. Dạ. Cấm ná. Đi ăn nắng hả? Hello, ôi tao hả?